Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một cái trường hợp lâm sàng cụ thể. À, đây là một bệnh nhân nam 50 tuổi, nhập viện vì đột ngột sưng đau hạt tô phi khớp bàn ngón một chân trái và khớp cổ chân phải khoảng 3 ngày. Thì bệnh nhân này có tự đi mua thuốc uống nhưng vẫn không giảm đau. À, tiền căn thì có ghi nhận là bệnh gút 10 năm nay nhưng là không điều trị thường xuyên và khi nào sưng đau khớp bệnh nhân mới đi mua thuốc uống. À, 5 năm năm nay thì phát hiện có tăng huyết áp đá theo đường Hiện đang điều trị với Amlodipine 50g một viên ngày và metformin 1g một viên ngày. Thì khám lâm sàng thì ghi nhận thấy bệnh nhân có kiểu hình cất xin và khớp cổ chân phải và tô phi bàn ngón một chân trái thì sưng nóng đỏ đau, giới hạn vận động. À, ngoài ra còn ghi nhận thấy tô phi rải rác ở các khớp bàn chân, bàn tay và khuỷu tay. Xét nghiệm máu, chức năng gan thận trong giới hạn bình thường và nồng độ acid uric máu là khoảng 11mg%. À, vậy thì ờ à, cái qua cái ca lâm sàng trên thì à, viêm khớp gút là cái gì và nó có gây nguy hiểm hay không à, nó gây ra những hậu quả như thế nào thì chúng ta sẽ đi tiếp tục cho cùng tìm hiểu trong những cái phần tiếp theo thì viêm khớp gút là một trong những cái nguyên nhân mà phổ biến nhất trong nhóm cái bệnh lý khớp viêm và là thuộc nhóm bệnh lý chuyển hóa nó được đặc trưng bởi sự lắng động của những cái tinh thể mà monosodium urate trong các mô do cái tình trạng tăng acid uric máu và dẫn đến những cái biểu hiện như là uh, viêm khớp tô uh, tophi và uh, phi là do tích tụ của những cái tinh thể mà monosodium urate ở cái uh, khớp xương sụn mà cũng như là tại mô mềm ngoài ra là có có thể biểu hiện ở bệnh thận do gút hay là gây lên bệnh sỏi thận do acid uric máu Ờ, uh, đây là những cái hình ảnh những cái hạt tô phi ở một ở những cái bệnh nhân uh, tại khoa đang điều trị và chúng ta hy vọng rằng tương lai sẽ không gặp những cái hình ảnh này nữa thì uh, về mặt dịch tễ học thì bệnh gút nó ở tại Mỹ người ta thấy rằng bệnh gút nó ảnh hưởng tới khoảng 8,3 triệu người Mỹ và chiếm khoảng 3,9% dân số của người Mỹ và trong đó là 3,9 5,9% là nam giới và 2% là ở nữ giới ờ tần suất mắc bệnh gút ở những cái nhóm người trên 80 tuổi là cao gấp 30 lần so với cái độ tuổi từ 20 đến 90 tuổi hay uh, từ 20 đến 29 tuổi uh, và cùng với ngày nay cùng với sự gia tăng cùng với cái lối sống tỉnh tại thì những cái tỷ lệ như là béo phì hay là hội chứng chuyển, chuyển hóa gia tăng thì do đó là cái tỷ lệ bệnh gút cũng tăng theo và người những cái nghiên cứu cho thấy rằng trong vài cái thập kỷ qua thì cái tỷ lệ mắc bệnh gút nó tăng gần 50% so với trước đó và chúng ta biết là tăng uh, bệnh gút là do tăng cái nồng độ axit uric trong máu vậy thì cái nồng độ axit uric trong máu này nó có gặp tăng có gặp thường xuyên ở dân số bình thường hay không thì uh, tại Mỹ cái người dân số mà trưởng thành á uh, lỗi Ờ, tại Mỹ thì 1 phần 5 dân số người trưởng thành thì có nồng độ acid uric máu tăng và nhưng chỉ có khoảng 15% là sẽ chuyển thành bệnh gút và tuy nhiên cái nguy cơ này nó sẽ cao lên hơn 20% nếu mà nồng độ acid uric máu trên 8 mg trên 9 đến 10 mg phần trăm thì chúng ta biết rằng cái axit huyết máu nó là sản phẩm cuối cùng của việc thoái hóa purin. Thì uh, những cái nguyên nhân nào mà gây uh, ảnh hưởng lên là làm tăng axit huyết máu nó thông qua hai cơ chế. Thì cơ chế thứ nhất là do tăng tổng hợp uh, urat. Thì tăng tổng hợp urat có thể là do chế độ ăn nhiều purin hoặc là tổng hợp tăng cái tổng hợp purin nội sinh. À, cái cơ chế thứ hai nó sẽ là liên quan tới tình trạng là giảm đào thải urat qua thận thì và có thể phối hợp cả hai cơ chế trên vừa tăng tổng hợp vừa giảm đào thải thì cái nguyên nhân mà hầu hết những cái bệnh nhân mà tăng axit uric máu và bệnh gút đều liên quan tới cái cơ chế giảm đào thải nó chiếm tới 90% thì khi mà nồng độ axit uric máu trong trong máu nó tăng cao như vậy nó sẽ làm lắng động thầm lặng ở những cái mô gây nên bệnh gút và những cái biểu hiện tại thận và gây nên những cái biến cố tim mạch và những cái bệnh lý khác. À, cái bảng này, cái slide này cho chúng ta thấy đây là những cái yếu tố nguy cơ gây tăng acid uric máu và gây lên bệnh gout. thì à, tuổi, cái nồng độ người ta thấy rằng là cái nồng độ ur urat huyết thanh nó sẽ tăng dần theo tuổi và à, tăng cao ở nam giới so với nữ giới. À, ngoài ra những cái yếu tố nguy cơ làm tăng nữa là đó là béo phì, tăng huyết áp, à, những cái thành tố khác của hội chứng chuyển, chuyển hóa về chế độ ăn nhiều burin hoặc là tiền tiền sử gia đình mắc bệnh gút ở những người nghiện rượu ở những bệnh nhân bị suy thận hay là sử dụng những cái loại thuốc như là aspirin liều thấp thuốc lợi tiểu và cyclosporin vân vân thì tăng axit uric máu nó là một cái yếu tố nguy cơ cần thiết nhưng nó không đủ để khởi phát bệnh gút và uh, người ta thấy rằng ở những cái bệnh nhân mà bị gút á có cái một cái khoảng thời gian mà tăng axit uric máu không triệu chứng nó kéo dài trước khi khởi phát cơn gút cấp và cái thời gian này thường kéo dài trên 20 năm à, cái cơn gút cấp đầu tiên nó sẽ khởi phát ở một khớp duy nhất và khoảng 1 phần 2 bệnh nhân mà sau cơn cấp đầu tiên á, người ta sẽ có được cấp thứ hai trong vòng 1 đến 2 năm à, một số bệnh nhân nó sẽ tiến triển thành những cái hạt tô phi ở dưới da như chúng ta đã thấy và cái thời gian mà tiến triển thành hạt tô phi này thường là kéo dài trên 10 năm tuy nhiên vẫn có những cái trường hợp sớm hơn À, vậy thì những cái khớp nào nó ảnh hưởng nó bị ảnh hưởng trong bệnh khớp thì trong bệnh gút thì uh, uh, những cái báo cáo ghi nhận rằng bệnh gút có thể ảnh hưởng đến tất cả các khớp tuy nhiên là uh, bệnh người ta người ta thấy rằng là cái bệnh gút á thì những cái khớp ở vùng chi dưới nó sẽ hay bị hay bị ảnh hưởng nhiều nhất và đó là một trong những cái dấu hiệu để chúng ta phân biệt với những cái bệnh lý viêm khác viêm khớp khác Uh, ví dụ như cái khớp thường hay bị ảnh hưởng nhiều nhất là cái khớp bàn ngón chân trái trong uh, bàn ngón một chân uh, của chân thì uh, thường người ta ghi nhận rằng trên uh, 50 các cơn gút cấp đầu tiên sẽ khởi phát ở khớp bàn ngón một uh, chân của ngón cái và uh, từ từ theo thời gian thì hầu hết những bệnh nhân đều sẽ bị khởi phát ở cái khớp này. Uh, ngoài ra những cái vị trí khớp khác có thể gặp như là khớp cổ chân, những cái khớp bàn ngón khác khớp gối, khớp ngón tay, khớp cổ tay, khớp khuỷu à, và một điều đặc biệt trong viêm khớp gút là à, rất là hiếm, rất là hiếm bị ảnh hưởng ở cái khớp ở cái vùng cột sống ở, ở vùng trục ở khớp trục ví dụ như cột sống hay là khớp cùng chậu thì à, đây là đặc điểm điển hình của một cơn gút cấp thì à, ban đầu khởi đầu cái cơn là thường là là nó sẽ bị ở một khớp đơn độc chiếm khoảng tỷ lệ khoảng 85 đến 90 phần trăm và thường bắt đầu cơn đau đột ngột và đạt cường độ tối đa trong vòng vài giờ cơn cấp mắt nó sẽ thường xảy ra vào ban đêm hoặc là trời gần sáng cái lúc mà thời thời tiết mà cái khớp mà mát mát nhất và cái khớp bị ảnh hưởng nó sẽ có tình trạng là sưng đau ấm đỏ của khớp đó và người bệnh có thể có dấu hiệu sốt à, ngoài ra còn thấy đỏ da vanh quanh khớp và xương tấy nó hình ảnh giống giống như là viêm mô tế bào vô khuẩn này và đây là một trong những cái uh, nguyên nhân mà uh, các bác sĩ mình sẽ chẩn đoán lầm với lại nhiễm trùng, uh, nhiễm trùng. Uh, bên cạnh đó những uh, 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 cái cơn gút cấp nó còn ảnh hưởng lên những cái vị trí ở quanh khớp như là gon e sin hay là bao hoạt dịch trước xương bánh chè và cái giai đoạn đầu của bệnh gút đó À, bệnh nhân mới lên những cơn đầu tiên thì cơn gút cấp nó tự giới hạn và tự hết trong vòng 3 đến 10 ngày. Đây là dấu hiệu để phân biệt với những bệnh lý khớp khác. À, cái khi mà tình trạng viêm nó giảm đi thì cái vùng da quanh cái khớp bị ảnh hưởng nó có thể bị bong, bị chóc. À, cái cơn nhưng là từ từ những cái cơn cấp tiếp theo nó sẽ xảy ra càng gần hơn cái khoảng thời gian xuất hiện những cái cơn cấp nó sẽ gần hơn và thường xuyên hơn. Và lúc này bệnh nhân có thể biểu hiện ở không phải là viêm ở một khớp nữa mà có thể biểu hiện trở thành đa khớp và với thời gian kéo dài hơn còn phải những cái can thiệp phải dùng thuốc mạnh hơn thì đây là một trong những cái cái slide mà tôi thấy cũng tương đối quan trọng thì đây là những cái yếu tố các bác sĩ chúng ta cần phải nắm được những yếu tố nào để giúp kích hoạt cơn gút cấp để mình biết mình sẽ phòng ngừa ngay từ đầu cho những bệnh nhân khi mà gặp những tình huống như thế này ví dụ như người bệnh uống rượu đó là một trong những yếu tố kích hoạt cơn gút cấp À, bắt đầu điều trị thuốc hạ axit máu hoặc là chế độ ăn quá nhiều purin là chế độ ăn hoặc nhiều đường fructose à, các loại thuốc gây mà uh, gây nên khởi phát cơn gút cấp giống như tôi đã đề cập ở trước. À, những cái yếu tố gây stress giống như bệnh nhân người bệnh nhập viện đi, đó là một cái yếu tố gây stress, người ta thay đổi môi trường sống, đó là cũng một trong những yếu tố góp phần gây lên kích hoạt cơn gút cấp. À, ngoài ra do chấn thương, à, bệnh nhân đang điều trị xạ trị hoặc hóa trị và người bệnh nhập viện trong do những cái bệnh lý nội khoa cấp tính khác thì bệnh nhân cũng sẽ khởi phát cơn gút cấp uh, bao gồm cả tình trạng nhiễm trùng uh, phẫu thuật hậu phẫu người ta ghi nhận thấy là cái hậu phẫu ngày thứ ba và ngày thứ năm trong cái khoảng thời gian này thì bệnh nhân rất là dễ cơn gút uh, lên cơn gút cấp cũng như là tình trạng mất nước thì uh, do đó cái uh, bác sĩ nội cơ xương khớp uh, gần như là uh, uh, sẽ đi hội chẩn hoặc là đi gặp thường xuyên bệnh nhân ở các khoa như là khoa thần kinh hoặc là những uh, Uh, những cái khoa mà giống như là uh, nội tiết khi đó và những cái khoa sau phẫu thuật là gặp thường xuyên tình, tình tình trạng bệnh nhân lên cơn guít cấp như thế này thì uh, vậy thì uh, chuẩn đoán viêm viêm khớp guít có có khó hay không uh, hiện tại thì cái tiêu chuẩn chuẩn đoán vẫn dựa vào tiêu chuẩn của ACR và ELA 2015 thì tiêu chuẩn nó nó gồm giống những phần như sau thì đầu tiên là cái tiêu chuẩn vàng á, chúng ta biết là tiêu chuẩn vàng là phải soi tìm thấy tinh thể urat trong dịch khớp hoặc là bệnh nhân có tô phi rõ ở dưới da thì đó là tiêu chuẩn vàng ờ, những cái bệnh nhân mà không có hai cái hai cái yếu tố trên thì chúng ta sẽ phải đánh giá cái bản uh, cái bản tiêu chuẩn theo ELA và ICA 2015 Uh, nó sẽ gồm có 3 khía cạnh. Thứ nhất về mặt lâm sàng uh, thì lâm sàng có những cái 3 mục khớp bị ảnh hưởng, đặc điểm của khớp và số lượng cân cấp điển hình. Uh, thứ hai là về mặt xét nghiệm và thứ ba là về mặt hình ảnh. Thì cộng lại 3 cái tiêu chuẩn trọng cộng lại ba cái khía cạnh này, nếu bệnh nhân đạt điểm trên lớn hơn bằng 8 điểm thì sẽ đủ tiêu chuẩn chẩn đoán viêm khớp gút. Uh, quay lại quay lại cái trường hợp mà cái ca lâm sàng của cụ thể của chúng ta thì cái bệnh nhân này có những cái dấu hiệu gì uh, chúng ta cùng coi ha bệnh nhân này sưng khớp bàn ngón một à, là đạt được hai điểm rồi uh, về bệnh nhân này có đặc điểm mà uh, có đặc điểm của cơn đau cấp da khớp đỏ sờ nắng sờ nắng đau nhẹ khó đi lại vì đau có đầy đủ ba đặc điểm là đạt được 3 điểm Ừ, tiếp theo bệnh nhân này về số cơn cấp điển hình thì bệnh nhân này có nhiều cơn tái lại rồi thì đạt được 2 điểm. Cái này bệnh nhân này cũng có tô phi luôn, đạt được 4 điểm. Và nồng độ ascit máu là trên 10 thì tổng điểm cái này bệnh nhân này không được làm X quang siêu âm do đó tổng điểm của bệnh nhân này nhưng là bệnh nhân này tổng điểm cũng đã là 15 à, là đã đủ tiêu chuẩn chứng đoán gút Uh, tiếp theo uh, chúng ta sẽ đi đến phần điều trị viêm khớp gút vậy thì cái việc điều trị viêm khớp gút có gì khó khăn hay không uh, chúng ta biết rồi cái bệnh gút là do tăng nồng độ axit uric máu vậy thì chỉ cần làm giảm cái nồng độ axit uric máu bằng mọi phương pháp giống như bằng thuốc hay là không dùng thuốc thì sẽ ổn định bệnh gút đúng hay không nhưng là trên thực tế thì cái bệnh viêm khớp gút là một trong những bệnh mà có cái tỷ lệ tuân thủ điều trị kém nhất trong nhóm bảy bệnh lý mãn tính bao gồm tăng huyết áp và tiểu đường À, nhìn rất là đơn giản như vậy nhưng là cái tỷ lệ uh, cái tỷ lệ tuân thủ điều trị hoặc là tỷ lệ bệnh nhân được điều trị nó cực kỳ thấp không chỉ ở Việt Nam mình đâu và cả ở bên nước ngoài giống như Mỹ là một nước rất là tiên tiến mà như là tỷ lệ điều trị cũng rất cực kỳ kém thì đây uh, cái bảng này cho chúng ta thấy cái slide này chúng ta thấy là uh, đầu tiên uh, những cái ca mà bệnh nhân mà bị sưng khớp bị gút, nhưng là phải lên cơn gút cấp thì người ta mới đi tới đá, tái khám với mới gặp bác sĩ thì cái người mà bác sĩ mà tiếp xúc ban đầu với người bệnh đó là những cái bác sĩ mà chăm sóc sức khỏe ban đầu bác sĩ nội tổng quát hoặc là bác sĩ cấp cứu à, thì ở bên mỹ người người ta ghi nhận thấy là tới uh, gần 53% à, bệnh nhân gút chỉ có khoảng 53% bệnh nhân gút được điều trị bởi bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu à, từ đó là tới gần 50% bệnh nhân chưa được điều, điều trị tối ưu Uh, và cái uh, điều trị mà giai đoạn mà hợp điều trị hợp lý giữa giai đoạn giữa hai giữa giai đoạn mà giữa giữa các cơn hút cấp á, thì chỉ chiếm có khoảng 3,4 phần trăm thôi và chưa đó từ đó suy ra tới hơn 95 phần trăm bệnh nhân chưa được điều trị hợp lý uh, Vậy thì còn vấn đề về điều trị hạ áp huyết máu thì sao thì cũng chỉ có khoảng 16 phần trăm bệnh nhân được điều trị uh, hạ áp huyết máu thì suy ra tới 83 phần trăm bệnh nhân chưa được điều trị tối ưu thì uh, cái việc mà đề, từ từ đó cho cho ta thấy là một cái con số rất là báo động là cần thiết phải đào tạo huấn luyện cũng như là phải nâng cao cái ý thức của người của người bệnh nhân uh, mắc bệnh gút để làm tăng cái tỷ lệ tuân thủ điều trị uh, hiện tại của bệnh gút thì uh, thường á uh, thì những cái thách thức nào mà khiến cho việc quản lý gút nó khó khăn như vậy, đây là một bệnh chữa được và rất là dễ nhưng là tại sao lại tỷ lệ tương thủ lại quá tệ như vậy? thì nguyên nhân như thế này người ta thống kê thấy rằng có khó khăn về hai mặt, về mặt bệnh nhân và về mặt thầy thuốc của chúng ta, thì về mặt người bệnh thì là do người bệnh thiếu hiểu biết về nguyên nhân và hậu quả của bệnh gút thì cái này cũng là lo do lỗi của bác sĩ. Bác sĩ chúng ta không có thời gian để giải thích cho người bệnh hiểu uh, ừ cái hút là cái gì uh, và người ta cần phải điều trị lâu dài thì đa số người bệnh họ không có chấp nhận được cái chuyện mà uống thuốc khớp lâu dài uh, người ta có thể uh, uống thuốc huyết áp uống thuốc tiểu đường uh, có thể người ta uống suốt đời người ta chấp nhận chuyện đó nhưng với những bệnh lý khớp người ta sợ ờ uh, vấn đề về đau dạ dày vấn đề về hại gan hại thận và người ta rất khó chấp nhận thì chúng ta cần họ phải kiên nhẫn một xíu để cho người bệnh hiểu được cái vấn đề này thì thường trên thực tế lâm sàng tôi hay nói với bệnh nhân là cái bệnh gút này nó y chang như bệnh tăng huyết áp tiểu đường gì vậy đó à, chú cô bác uống thuốc tăng huyết áp uống thuốc tiểu đường bao lâu thì uống thuốc tăng huyết áp bao lâu thì sẽ uống thuốc gút giống như vậy à, cái khó khăn về mặt người của người thầy thuốc chúng ta thì thường trong cơn gút cấp thì bệnh nhân sẽ đến đầu tiên với lại những cái bác sĩ à, gọi là bác sĩ tổng quát của chúng ta thì do đó nhưng là bác sĩ tổng quát lại à, mà ít cái quan tâm tới nguyên nhân mà chúng ta sẽ cho lo là sẽ cắt cái cơn cúi cho bệnh nhân thôi và không có quan tâm tới phía sau và khi mà người bệnh hết đâu thì người bệnh sẽ không quay lại với chúng ta nữa đó Uh, và uh, với cái tình hình thực tế y tế của Việt Nam thì chúng ta đúng là không có thời gian nhiều để cho ngồi tâm sự tỉ tê với người bệnh uh, để cho người ta hiểu rõ hơn được cái vấn đề này thì thường uh, tôi sẽ tận dụng cái những cái bệnh nhân mà guốc mà nhập viện tại khoa thì tôi sẽ tận dụng cái khoảng thời gian đó để cho uh, nhiều khi mình phải ngồi lại nói chuyện nửa tiếng một tiếng đồng hồ với người bệnh để cho mình có người bệnh có có thể hiểu được rồi đứt ra ra phòng khám thì người ta sẽ dễ chấp nhận hơn À, và về mặt thầy thuốc thì à, hiện tại những bác sĩ về cơ xương khớp á, chúng ta thì tương đối ít và ít được huấn luyện và đào tạo về cái vấn đề điều trị những cái bệnh lý về nội cơ xương khớp như thế này thì à, vậy thì cái mục tiêu điều trị bệnh gút như thế nào có phải là điều trị cắt cơn gút cấp hay không à, không phải chỉ cắt cơn gút cấp là thôi là xong chuyện mà chúng ta còn phải dự phòng những đợt bùng phát cơn gút cấp À, ngoài ra phải điều chỉnh chỉnh làm hạ cái nồng độ axit uric máu trong máu xuống nữa thì cái hạ nồng độ này có thể là bằng thuốc hoặc là bằng điều chỉnh những cái lối sống à, bên cạnh đó bệnh gút là một cái bệnh lý mình biết là nó là thuộc nhóm bệnh chuyển hóa thì ngoài việc điều trị cái gút chúng ta còn phải kiểm soát những cái biến chứng và những cái bệnh lý phối hợp Giống như tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu đã theo đường của người bệnh Uh, do đó điều trị cơn gút cấp thôi là chưa đủ và cần phải quản lý toàn diện kiểm soát chặt chẽ tất cả những yếu tố nguy cơ của người bệnh thì cái slide này cho chúng ta thấy ở à, đây là những cái thuốc để điều trị, à, đây là ở trong cơn quýt cấp thì có những nhóm thuốc như thế này, điều trị hạ xíu huyết máu thì có những nhóm thuốc như thế này và việc thay đổi lối sống thì còn phải làm những yếu tố như sau. Và lựa chọn cái thuốc nào phải tùy thuộc vào từng bệnh nhân, à, tùy thuộc vào những cái bệnh lý nền của người bệnh và những thuốc người bệnh đang uống. À, chúng ta sẽ tới phần tiếp theo là điều trị cơn quýt cấp thì uh, những uh, hiện tại là có rất là nhiều guideline để hướng dẫn về điều trị cân gút thì cái guideline uh, cái guideline về của ELA 2016 thì người ta cũng ghi rất là cụ thể và tôi thấy cái này cũng rất là đầy đủ ví dụ như là ừ, uh, cân gút cấp thì cần phải điều trị sớm ngay khi có thể nếu mà bệnh nhân suy thận nặng uh, thì chúng ta phải tránh dùng coxicin và NZ đó. còn uh, lựa chọn lựa chọn điều trị phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng số lượng khớp và cái thời gian của đợt cấp thì có những lựa chọn như sau giống như Cosicin, Enset, Prednisolone có thể tiêm nội khớp với corticoid hoặc là kết hợp các liệu pháp trên. À, những cái bệnh nhân mà có sử dụng những cái nhóm thuốc mà ức chế BI, B3, A4 hoặc là B glucoprotein thì mình phải tránh dùng Cosicin tại vì nó đều của chuyển hóa qua cùng cái cùng một cái kênh nếu bệnh nhân chống chỉ định với tất cả những cái liệu pháp điều trị như thế này thì vậy thì còn phương pháp nào không vẫn xin thưa vẫn còn là xem xét sử dụng interleukin một ức chế interleukin một tuy nhiên là hiện tại cái thuốc này ở việt nam mình chưa có thì sau khi mình điều trị thành công cơn gút cấp thì sẽ quay lại à, phải giáo dục bệnh nhân nè. xem xét khởi đầu điều trị điều trị dự phòng và điều trị hạ sốt huyết máu cho người bệnh thì đây là một cái guideline mới nói mới thì cũng không phải mới tại bây giờ là 2022 rồi thì cái guideline này 2020 hiện tại là guideline điều trị mới nhất về Wood. thì uh, cái uh, cái khuyến cáo trong cái cơn Wood cấp thì người ta là khuyến cáo thì màu Tôi xin lỗi cái này màu xanh đậm là uh, bắt buộc là khuyến cáo bắt buộc chúng ta phải làm thì các bác sĩ chúng ta không cái này là sai còn màu xanh nhạt là khuyến cáo tùy trường hợp thì với cái khuyến cáo của 2020 về cơn gút cấp thì người ta khuyến cáo rằng là sử dụng coxicin, NSAID và corticoid là phát đồ điều trị đầu tay cơn gút cấp hơn là so với sử dụng những cái thuốc interleukin 1. Rồi và khi mà lựa chọn coxicin thì nên sử dụng liều thấp tốt hơn là liều cao à, vì hiệu quả như nhau nhưng là ít tác dụng phụ hơn à, và ít tác dụng phụ hơn cái nói cái câu này thì sẵn ở đây kể cho các anh chị nghe một chuyện thì từng có những bệnh nhân họ biết là à, coi xin xin đã, đã hạ cơn gút thì họ uống họ uống viên vô họ không đỡ giờ sau họ uống thêm viên nữa và họ 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 uống cái nguyên cái ngày đầu tiên đó họ uống tới 6 viên và cuối cùng một ông cụ 60 tuổi phải nhập viện vì tình trạng suy thận cấp do hoại tử ống thận À, và cái ca này cuối cùng phải thay phải phải lọc máu lọc huyết tương luôn rất là nguy hiểm nên lúc nào cũng vậy khi mà đặt bút cho thuốc cho bệnh nhân thì lúc nào chúng ta cũng phải dặn uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ và không được tự ý mua thêm à, ngoài ra nếu mà bệnh nhân mà không thể sử dụng đường uống thì chúng ta vẫn có liệu pháp khác giống như những bệnh nhân sau mổ hoặc những bệnh nhân khởi phát cơn gút cấp mà sau khi mổ phẫu thuật xong và người ta vẫn đang dùng thuốc đường tĩnh mạch thì vậy thì những cái ca này chúng ta có thể sử dụng cò tuyết đường tim hoặc là đường tim Uh, ngoài ra uh, những cái khuyến cáo có điều kiện khác như là uh, nếu mà chống chỉ định thì cái này cũng giống, cũng giống như cái gai lai like cũ thì khi mà không chống chỉ định với tất cả những cái thuốc kháng viêm trên thì lúc đó chúng ta mới sử dụng interleukin một và ngoài ra thì có thể trường lạnh tại chỗ cho người bệnh thì đi cụ thể về từng thuốc thì cái này các anh chị có thể đọc thêm à, cái coxixin á thì dùng để khởi phát điều trị cơn gút cấp trong vòng 36 giờ thì khi mà và đặc đặc biệt cực kỳ hiệu quả trong vòng 1 đến uh, trong một cái ngày đầu tiên mà một hai mấy giờ đầu á bệnh nhân lên cơn gút cấp bệnh nhân uống liền một viên và người ta sẽ đỡ đau rất là nhiều thì uh, có những cái cách mà sử dụng liều thấp cột uh, như sau thường á có ba cách ở đây thì thường á cái yeah, uh, dễ nhớ nhất cho các anh chị đặc biệt là những bác sĩ nổi tổn quá của chúng ta đó là ở ngày đầu chúng ta cái viên coxin là 1 mg thì ngày đầu thì chúng ta uống một viên nhân hai sáng viên chiều viên và những ngày sau đó mỗi ngày một viên là cái cách đơn giản nhất à, còn ví dụ như à, cái cách thứ nhất và cái cách thứ hai thì nó sẽ hơi khó nhớ ờ, với corticoid thì corticoid rất là hiệu quả trong cơn gút cấp và chúng ta thường thấy những cái toa thuốc, ờ, à, vô bệnh nhân lên cơn gút cấp chúng ta cho miron hay người bệnh nhân hết đau liền và thậm chí người bệnh tự mua luôn tự đi ra tiệm thuốc tây mua uống một liều duy nhất bệnh nhân hết lên cơn gút thì nó rất là hiệu quả trong cơn gút cấp à, tuy nhiên là à, tuy nhiên là việc sử dụng và làm dụng quá mức của nó sẽ gây ra những hậu quả rất là khôn lường thì à, tùy vào cái số lượng khớp viêm á thì chúng ta sẽ chọn lựa cái thuốc gì Ví dụ như nếu mà bệnh nhân là uh, viêm ở khớp lớn một đến hai khớp giống như khớp gối này thì chúng ta có thể là chọc tháo dịch khớp rồi đó mình sau đó mình sẽ tiêm cầu tuyết nội khớp là nó sẽ ít ảnh hưởng hoặc là có thể uống uh, kết hợp với cầu tuyết nội khớp kết hợp với uống uh, cầu tuyết ngắn hạn liều thấp uh, với nc hoặc là coxicin thì uh, có những cái cách sử dụng uh, cầu tuyết như sau À, nếu ở những ca thường tôi sẽ sử dụng cái phương pháp này nếu bệnh nhân chống chỉ định với NSAID hoặc là cái cơn gút cấp nó rất là dữ dội trên những cơ địa mà viêm khớp gút mãn thì thường mình sẽ sử dụng cái liều khoảng 0.5mg kg ngày nhân đến 2 đến 5 ngày sau đó chúng ta ngưng hẳn hoàn toàn hoặc là mình sẽ xài khoảng 5 ngày sau đó sẽ giảm liều chậm chậm từ 7 trong vòng 7 đến 10 ngày rồi ngưng thì tùy vào từng bệnh nhân mà chúng ta sẽ chọn cái phương pháp như thế nào thì à, qua tới n-xét thì thường n-xét là lựa chọn đầu tiên hiện nay à, nếu mà bệnh nhân không có chống chỉ định gì ví dụ như có có biến cố tim mạch cấp hoặc là à, suy thận này kia thì ESR là sự là là sự lựa chọn đầu tiên an toàn cho người bệnh thì à, à, cái hiệu quả giảm đau của n-xét thì à, nếu mà bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ thì ESR giảm đau nhanh mạnh và tất cả các n-xét loại nào cũng được mà à, nếu mà bệnh nhân mà không dung nạp À, với NZ hoặc là có triệu chứng về đường tiêu hóa ở hơi ở chua thì chúng ta có thể sử dụng cái NZ ức chế cốc 2 để ít ảnh hưởng lên đường tiêu hóa và tuy nhiên cái NZ thì ở những đối với tượng bệnh nhân mà có nguy cơ tim mạch thì hai cái NZ là an toàn cho bệnh nhân là naproxen và celecoxib à, thường á, NZ trong cơn gút cấp thì mình sẽ sử dụng liều cao từ 5 đến 7 ngày sau đó mình sẽ giảm liều chuyển qua liều thông thường à, phối hợp đa trị liệu thì đa trị liệu sử dụng khi nào khi cho những cái trường hợp mà cơn gút cấp nặng liên quan tới nhiều khớp và không đáp ứng với liệu pháp đơn trị liệu, thì có những cái cách đa trị liệu như sau. Chúng ta có thể phối hợp coccicin với NSAID hoặc corticoid đường uống với coccicin xin tiêm tại chỗ phối hợp với NSAID hoặc coxisin hoặc cầu túy uống và à, nhắc lại một lần nữa không khuyến cáo sử dụng cọ túy đường toàn thân và NSAID phối hợp với nhau vì chúng ta biết rồi mà người bệnh sẽ cái nguy cơ và biến chứng và đường tiêu hóa nó sẽ tăng hơn tăng gấp tăng sẽ rất là cao khi mà chúng ta phối hợp với liệu pháp hai cái này với nhau và thỉnh thoảng chúng ta vẫn còn gặp những cái toa nhóm như thế này thì hy vọng hy vọng là các bác sĩ sau khi nghe buổi này thì sẽ không còn thấy những cái toa vừa phối hợp có tuyết đường toàn thân liều cao cộng với enzep phối hợp như thế này nữa à, cái thuốc cái hồi nãy uh, tôi có đề cập qua cái nhóm thuốc ức chế interleukin một đây là cái nhóm thuốc sinh học uh, và nó là lựa chọn mới cho những cái viêm khớp gút À, khó trị và chống chỉ định hết tất cả những cái liệu pháp mà để dựa kể ở trên thì hiện tại rất tiếc là việt nam mình vẫn chưa về đây à, về thay và cái tỷ lệ mà những cái bệnh nhân mà viêm khớp hút kháng trị á, như thế này nó cũng ít rất là hiếm thì quay lại vậy thì cái ca lâm sàng cụ thể ở trên của chúng ta chúng ta sẽ lựa chọn biện pháp nào một hai ba chúng ta sẽ chọn cái gì ạ à, người bệnh này sẽ được sử dụng enz À, liều cao là meloxicam 15 mg một viên ngày và kèm theo giảm đau paracetamol à, sau 5 ngày thì người bệnh hết sưng đau khớp à, vậy thì câu hỏi đặt ra tiếp theo à, hết khớp, hết đau khớp rồi chúng ta làm gì tiếp theo ngưng thuốc hoàn toàn hay là mình, mình bắt đầu qua liệu pháp điều trị hạ suy rít máu thì chúng ta sẽ đi tới cái phần tiếp theo là điều trị lâu dài à, cơ bản là giai đoạn giữa các cơn gút cấp thì uh, cái, cái, cái slide này cho chúng ta cái khái niệm đơn, đơn giản cơ bản nhất để chúng ta bắt đầu đi vô cái phần tiếp theo thì đầu tiên uh, là chúng ta phải kiểm soát được nồng độ acid uric máu và phải phòng ngừa cơn gút cấp sau khi cắt cơn rồi thì chúng ta phải điều trị dự phòng cơn uh, thì có những cái câu hỏi giống như uh, uh, khi nào dự phòng cơn tới khi nào dự phòng bao lâu và dự phòng bằng những cái thuốc gì và bên cạnh cái thứ ba chúng ta phải điều trị những cái biến chứng và những cái bệnh lý phối hợp khác thì về cái liệu pháp không dùng thuốc thì đầu tiên chúng ta phải giúp cho người bệnh cũng như là người thân của người bệnh hiểu rõ được bệnh này gút, là một bệnh chữa được và cần phải điều trị lâu dài nếu mà có thừa cân hoặc béo phì thì nên giảm cân và chế độ ăn thì phải giảm chế độ giảm cái protein giảm cái phút tô và ăn nhiều rau xanh, hạn chế những cái sản phẩm chứa cồn và có chế độ làm việc sinh hoạt đều đặn. Thì cái 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 câu hỏi này tôi nghĩ là không chỉ một mình tôi mà các các, các anh quý đồng nghiệp ở đây cũng như bệnh nhân người bệnh họ rất là quan tâm. Wood có thể điều trị bằng chế độ ăn uống hay không? Nhiều bệnh nhân sẽ tới với nói với mình bác sĩ ơi, tôi chả cần uống thuốc, tôi chỉ cần kiêng lại, kiêng kem lại là tôi đủ rồi. Thì câu đó có đúng hay không? thì chúng ta biết rằng là uh, rất là khó để kiểm soát bệnh gút chỉ bằng chế độ ăn uống uh, vì mình biết là cái hàm lượng purin trong cái để chế độ ăn hàng ngày á chỉ nó chỉ đóng góp rất là khiêm tốn vào tổng cái nồng độ axit uric trong máu nó chỉ khoảng dưới một mg phần trăm thôi uh, do đó và quản lý chế độ ăn uống là một vấn đề rất quan trọng nhưng chưa đủ uh, và uh, tiết chế cái chế độ ăn uống như thế nào thì đây là phải hạn chế tiêu thụ những cái thực phẩm dầu purin như là thịt đỏ nè à, thịt gồm đó nội tạng động vật hoặc là hải sản thì đặc biệt là những cái động vật mà có vỏ cá mòi hoặc cá cơm thì hạn chế tiêu thụ quá nhiều đường phúc tiêu giống như là nước ngọt là nước hoa quả mình tưởng là uống hoa quả nước ít hoa quả là tốt nhưng nếu mà quá nhiều cũng không tốt à, và nước tăng lực làm nó sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút tại vì mình biết là cái phút tô nó sẽ chuyển hóa trong gan thành ETB do đó nó làm sẽ là làm tăng cái sản xuất urat uh, và như là người ta thấy rằng là những cái nghiên cứu cho thấy là nếu mà ăn vừa phải những cái loại rau mà giàu purin giống như măng tây, súp lơ, nấm, những cái loại hạt, loại đậu như đậu, hà lan này kia và những cái protein thực vật đó, thì nó sẽ làm không làm tăng nguy cơ mắc gút. Uh, với sữa thì những cái loại sữa ít béo, sữa chua hay là hạt à, trái anh đào chua là trái cherry á, thì có thể làm giúp làm giảm cái nồng độ axit huyết máu và làm và giảm cái nguy cơ mắc gút Ờ uh, cái một phần mà rất là quan trọng là cái thuốc hạ sốt huyết máu thì hiện tại nó có 3 cái nhóm thuốc như sau thì ba cái nhóm thuốc này nó sẽ tác động dựa vào cái cơ chế gây tăng axit huyết máu mà tôi đã đề cập ở phần trước thì mình sẽ axit huyết máu tăng là do tăng tổng hợp thì mình sẽ dùng thuốc làm giảm tổng hợp nồng độ axit huyết máu thông qua ức chế men xanthine oxidase thì cái đó là có hai cái nhóm hai cái loại thuốc mà chúng ta nghe rất là thường xuyên đó là allopurinol và febusotat và nó là first choice trong việc điều trị thuốc hạ axit huyết máu À, cái nhóm thuốc thứ hai là cái nhóm thuốc làm tăng thải axit uric máu là cái và uh, lesinurad, à, cái nhóm thuốc ba à, thứ ba là thuốc hủy urat Becoloticac và repuricid rap, uh, thì cái nhóm thuốc này hiện tại ít sử dụng. thì à, vậy thì à, có câu hỏi đặt ra là chỉ định điều trị thuốc hạ axit uric máu khi nào? thì cái chỉ định cái màu xanh đậm màu xanh đậm là chúng ta là bắt buộc bắt buộc phải tuân theo có nghĩa là nếu bệnh nhân có hạt tô phi dưới da bệnh nhân có bằng tiêu chứng tổn thương gút qua x quang hoặc là thường xuyên bị cơn gút cấp là trên ít nhất hai cơn trong một năm thì lúc này bắt buộc phải chỉ điều trị thuốc hạ siêu huyết máu à, những cái trường hợp có thể xem xét điều trị hạ siêu huyết máu tùy từng cá nhân bệnh nhân là bệnh nhân có cơn có trên một cơn gút cấp nhưng là không thường xuyên là dưới hai lần trong một năm hoặc là bệnh nhân có cơn hút cấp lần đầu nhưng là có bệnh thận mãn từ độ 3 trở lên có nồng độ axit huyết máu trên 9 hoặc là có sỏi tiết niệu thì chúng ta có thể xem xét trao đổi với bệnh nhân có thể sử dụng thuốc hạ axit huyết máu Ờ à, cái cái chỉ định mà không không hiện tại là không cần để điều trị thuốc hạ acid huyết máu đó là bệnh nhân có cơn gút cấp lần đầu thì không khuyến cáo sử dụng thuốc hạ siêu huyết máu ngoại trừ những cái yếu tố ở trên và cái thứ hai là nếu cái câu này là câu rất là quan trọng bệnh nhân tăng axit huyết máu không triệu chứng không có cơn quýt cấp không có tô phi dưới da thì chúng ta không khuyến cáo sử dụng thuốc hạ xíu huyết máu thì cái này rất là thường gặp hồi nãy tôi đang ngồi phòng khám thì tôi cũng gặp ít nhất trong vòng mấy toa bệnh nhân được khởi sử dụng thuốc hạ xuống huyết máu như thế này đi xét nghiệm máu tổng quá xét nghiệm thấy nồng độ axit huyết máu cao thế là bác sĩ cho sử dụng mà bệnh nhân hoàn toàn không có mất bất kỳ một biểu hiện nào ở trên giống như là sỏi thận hay là cơn gút cấp hay là có tô phi gì hết ạ à. Thì câu hỏi tiếp theo đặt ra uh, là khi nào bắt đầu điều trị thuốc hạ xuống huyết máu thì uh, Trước đây á thì những cái khuyến cáo cũ thì người ta bảo là ừ, khi mà à, chấm chấm dứt cái cơn cắt thì chúng ta mới khởi động thuốc điều trị hạ sức huyết máu. Nhưng là hiện tại tại vì cái tỷ lệ tuân thủ điều trị hạ sức huyết máu quá kém đi. À, mặc dù là à, à, người bệnh cũng có thể hiểu hơn, bác sĩ cũng được đào tạo nhiều hơn nhưng là cái tỷ lệ nó quá kém do đó những cái khuyến cáo bây giờ người ta sẽ khuyên là bắt đầu điều trị ngay từ lúc bệnh nhân có cơn cấp nếu chúng ta không chế được cơn gút cấp đó thì chúng ta có thể cho thuốc ngay thời điểm mà điều trị cơn gút uh, ngay mà thời điểm mà bệnh nhân có cơn gút cấp luôn. Um, cái lựa chọn điều trị khởi đầu như thế nào thì uh, cái khuyến cáo cái cái này cũng không có gì thay đổi so với những cái khuyến cáo cũ thì alo là thuốc lựa chọn đầu tiên ở tất cả bệnh nhân bao gồm cả bệnh thận mạng nặng trung bình uh, và cái nhóm thuốc uh, ức ức chế tổng hợp Uh, acid máu thì đương nhiên là sẽ uh, là sẽ tốt hơn so với nhóm thuốc là sự lựa, là sự lựa chọn tốt hơn so với nhóm thuốc tăng thải acid máu uh, kể cả ở, ở những cái bệnh nhân cho những bệnh nhân bệnh thận mạng trung bình và nặng thì khi mà sử dụng aluboninon hoặc là febuxostat thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng liều thấp uh, alupolinol khởi động ở cái liều khoảng uh, 100mg một ngày và nó sẽ thấp hơn ở những bệnh nhân bệnh thận mạn thì thường những bệnh nhân bệnh thận mạn thì giai đoạn 3 trở lên thì tôi sẽ tự động sử dụng với cái liều alubena là 50 mg mỗi ngày. Ờ tác cũng vậy, chúng ta sẽ khởi động từ liều 40 mg mỗi ngày và chỉnh dần liều để đạt được liều mục tiêu. Ờ, hiện tại thì người ta khuyến cáo rằng với nếu mà chúng ta sử dụng cái thuốc probenecid thì cũng bắt đầu từ liều thấp và chỉnh liều từ từ ờ, không cần phải xét nghiệm nồng độ Urap niệu giống như hồi xưa nữa ạ. Uh, và không lựa chọn sử dụng Becolotica là chỉ định đầu tay và cũng khó tại cái thuốc này hiện tại Việt Nam không có và nó rất là mắc tiền thì uh, cái này thì alubodinon cần phải chỉnh liều ở bệnh nhân suy thận và cái liều tối đa có thể lên tới 800 mg mỗi ngày uh, khi mà sử dụng đặt bút cho alubodinon thì thường là uh, quý đồng nghiệp sẽ nên uh, chú ý một cái vấn đề thì dặn bệnh nhân về tình trạng dị ứng thì alubodinon thì nó sẽ có có cái có cái hội chứng mà tăng cận vận mẫn cảm với alubodinon ở những bệnh nhân sử dụng thuốc thì có thể là người ta mới vừa sử dụng bị hoặc là một hai năm rồi vẫn có khả năng bị do đó khi đặt bút cho alubodinon thì các bác sĩ chúng ta phải nhắc nhở bệnh nhân nếu mà nổi lên dị ứng uống thuốc mà nổi dị ứng nổi ban da thì ngưng ngay lập tức cái thuốc này thì cái tỷ lệ mà dưỡng xuất hiện ban da ở alobođinon nó chiếm khoảng hai phần trăm và sợ nhất là cái hội chứng press đó là nó sẽ gồm có phản ứng thuốc tăng bạch cầu ái toan những cái triệu chứng toàn thân và tỷ lệ tử vong nó chiếm tới 20% mươi phần trăm những cái độc tính bệnh nhân sẽ rơi vô tình trạng mà đe dọa tính mạng gây viêm mạch gây ban da suy thận và suy gan tiến triển luôn và ở đây cái này cũng từng gặp à, dị ứng albinon có thể xuất hiện ở bất kỳ thời điểm nào thì cái cái tăng mẫn cảm alubodinon là do gì là do thứ nhất ở những người hay xảy ra ở những người mới sử dụng alubodinon bệnh nhân suy thận bệnh nhân có sử dụng thuốc lợi tiểu hay là người bệnh mang cái e cái alen mà hlab năm tám không một khởi đầu liều alubodinon với liều cao thì cái nguyên tắc cái slogan điều trị alubodinon là à, bắt đầu bằng liều thấp và tăng liều dần thì do đó, từ đó mà cái khuyến cáo nó sẽ đưa ra về alubodinon là nên xét nghiệm HLA-B5801 trước khi bắt đầu điều trị alubodinon cho bệnh nhân gốc Đông Nam Á, và gốc Đông Nam Á như là người Trung Quốc, người Hàn Quốc, Thái Lan và những người Mỹ gốc phi. Đây là những đối tượng mà có khả năng cái mang cái gen này cao và không xét nghiệm HLA-B5801 cho mỗi đối tượng thường quy. Um ở những bệnh nhân mà có tiền sử dưỡng với allopurinol thì nếu mà không thể điều trị bằng những thuốc khác vẫn có thể, vẫn có cái phương pháp để giảm mẫn cảm tuy nhiên nó rất là rắc rối và phức tạp với cái Febusotat thì mình nên cẩn trọng sử dụng ở những cái bệnh nhân mà có biến cố tim mạch mới hay là tiền sử bệnh tim mạch nặng nề thì hồi xưa nó có cái um, có hơi nghiên cứu khe thì nó sau khi cái nghiên cứu khe ra đời thì febusotat gần như là không được sử dụng nhưng là sau này người ta sẽ lật ngược, ngược lật ngược lại phân tích kỹ cái nghiên cứu khe lại thì cho thấy là cái tỷ lệ mà tử vong cũng như những cái biến cố tim mạch của febusotat nó cũng ngang ngửa như allopurinol uh, cái nhóm thuốc tăng thải axit uric máu thì uh, Uh, khuyến cáo đưa ra là không cần xét nghiệm nồng độ acid máu niệu trước khi bắt đầu sử dụng, tại vì nó sẽ rất là tốn kém và thường dùng trong nghiên cứu. Uh, tiếp theo thì hạ acid máu đến mức nào? Có phải chúng ta thảy một viên thuốc vô chơi cho vui rồi thôi hay không? Hay uh, là mình phải điều trị uh, tăng liều như thế nào? Thì cái chúng ta điều trị cái bệnh hút cũng như là, là hạ acid máu là phải theo mục tiêu thì cái mục tiêu và duy trì nồng độ acid máu là phải dưới 6 mg phần trăm và um, phải xét nghiệm máu định kỳ để chỉnh liều đã đạt được mục tiêu và đây là khuyến cáo mạnh uh, tiếp theo bệnh nhân sẽ hay hỏi chúng ta rằng uh, điều trị hạ máu đến khi nào À, thì à, chúng ta sẽ hay à, nói những cái bác sĩ về cơ xương khớp giống như tụi tôi sẽ hay nói với bệnh nhân là ừ chúng ta nên duy trì acid huyết máu lâu dài à, tốt hơn là so với ở, điều trị ổn rồi người mình ngưng thì cái này là cái khuyến cáo của gala nếu bệnh nhân không có vấn đề gì khó khăn của việc điều trị thì chúng ta nên duy trì suốt đời à, đây là cái khuyến cáo về thay đổi điều trị hạ acid huyết máu thì à, bệnh nhân à, trong cái khuyến cáo nó cũng ghi rất là cụ thể ví dụ như bệnh nhân điều trị với cái thuốc mà ức chế tổng hợp axit máu á à, cộng với cái thuốc à, không không đạt mục tiêu sau khi mình đã đổi rồi eluvidinon đổi qua febusotat đạt cái liều chuẩn rồi mà vẫn không đạt mục tiêu thì chúng chúng ta thêm cái thuốc tăng thải axit máu nếu không có chống chỉ định à, nhưng là chúng ta thêm cái thuốc tăng thải rồi cộng thêm áp dụng chế độ ăn rồi mà cơn gút cấp vẫn xuất xuất hiện hoặc là không kiểm soát được tô phi thì lúc đó chúng ta sẽ xem xét thay thế bằng cái nhóm thuốc mới là bclotica à, nhưng nếu mà à, mặc dù không đạt mục tiêu acid huyết máu nhưng bệnh nhân không có cơn gút cấp cũng như là tô phi mình kiểm soát được không có tăng thêm tô phi thì chúng ta vẫn nên duy trì chứ không khuyến cáo đổ qua cái nhóm thuốc mới à, việc điều trị gút chúng ta biết là à, điều trị cơn gút cấp điều trị giữ phòng cơn gút và điều trị hạ sốt huyết máu. thì ngoài ra chúng ta còn phải quản lý những cái bệnh khác bên cạnh của gút đi hay đi kèm với gút giống như tăng huyết áp hoặc là rối loạn mỡ máu. thì người ta khuyến cáo rằng là à, những cái bệnh nhân gút mà bất kể hoạt động bệnh nếu cái thuốc điều trị hạ áp mà có thể à, bệnh nhân đang sử dụng thuốc lợi tiểu mà có thể thay thế được thì chúng ta nên thay thế bằng cái nhóm thuốc khác hơn Đấy. là sử dụng cái hero chlorothiazide tại vì đây là cái thuốc đã làm khởi phát cơn gút cấp. Uh, và cái thuốc mà cho thấy rằng là tốt với bệnh nhân gút vừa hạ áp mà vừa tốt với bệnh nhân gút đó là cái nhóm thuốc ức chế thụ thể và cụ thể là tan Uh, tuy nhiên uh, người ta cũng uh, khuyến cáo cũng đưa ra rằng là không có nên khuyên người bệnh uh, cũng như là uh, bác sĩ của uh, bác sĩ khác đang điều trị cho một người bệnh là ngưng aspirin của bệnh nhân bệnh nhân đang sử dụng aspirin liều thấp vì một cái bệnh lý khác giống như đột quỵ đi chẳng hạn và cái chuyện đó rất là cần thiết thì người ta bác sĩ khớp nhà mình cứ kêu uh, ngưng cái aspirin đi vì aspirin gây khởi phát cơn gút cấp thì không được mà chúng ta sẽ phải kiểm soát cái phần gút của chúng ta kiểm soát phải chỉnh liều thuốc lại và với với khuyên về cái rối loạn mỡ máu thì cũng vậy thì khuyên cáo là statin nó tốt hơn so với cái nhóm fenofibrate cái phần cuối cùng là phần điều trị dự phòng thì dự phòng thì giống như là dự phòng cơn gút thì bằng những cái thuốc gì thì những cái nhóm thuốc cắt cơn gút thì đó đều được dùng để điều trị dự phòng cơn gút và với liều thấp giống như chúng ta sẽ sử dụng coxixin liều thấp nè enzec liều thấp hay là cortizol liều thấp và cái thời gian dự phòng bao lâu thì khuyến cáo nó họ đưa ra là phải dự phòng liên tục từ 3 đến 6 tháng. Và nếu lại lượng giá lại, nếu bệnh nhân vẫn còn lên cơn gút cấp tiếp thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục dự phòng kéo dài thời gian hơn và à, tiếp tục theo một cái câu là đương nhiên sử dụng thuốc dự phòng nào là tùy thuộc vào bác sĩ và tùy thuộc vào người bệnh chúng ta sẽ trao đổi với nhau coi những bệnh lý nền của bệnh nhân những cái thuốc của người bệnh nhân và cái khả năng dung nạp thuốc của người bệnh như thế nào à, đương nhiên trong đó có cái phần là về mặt kinh tế nữa chọn cái lúc thuốc nào mà người bệnh chấp nhận được nữa thì theo dõi bệnh nhân thì chúng ta sẽ tái khám đầu tiên trong 3 tháng đầu thì bệnh nhân guốc sẽ được tái khám mỗi tháng để làm xét nghiệm cái nồng độ ascorbic máu để mình điều chỉnh liều thì à, bệnh nhân thường ít khi là mỗi lần có khám bác sĩ khớp cứ bắt xét nghiệm máu mỗi ngày một mỗi tháng như vậy người ta khó chấp nhận thì chúng ta sẽ nói với bệnh nhân một câu uh, giống như thuốc giống như tiểu đường vậy bác cô chú mỗi lần đi khám tiểu đường mình phải thử đường lại để mình dò liều thuốc tiểu đường thì cái bệnh guốc cũng vậy chúng ta phải dò liều để đạt đạt cái liều chuẩn đó À, những cái xét nghiệm, những cái xét nghiệm đã theo dõi như là à, nồng độ axit huyết máu, là chức năng gan, thận à, và những cái xét nghiệm khác cần thiết nếu mà tình trạng bệnh nhân xảy ra có vấn đề gì đó. Thì à, à, tóm lại chúng ta à, qua, quay lại cái ca lâm sàng đó thì à, sẽ trả lời được cái câu hỏi làm gì tiếp theo ha. Thì chúng ta sẽ tiếp tục điều trị thuốc hạ axit huyết máu cho người bệnh. Thì chọn lựa thuốc hạ huyết máu nào trong một cái mớ thuốc mà chúng ta đã được uh, uh, biết từ nãy giờ thì cái bệnh nhân này thì ở đại học y dược thì có một uh... Uh, uh, có điều kiện uh, có điều kiện bệnh nhân người bệnh có điều kiện để làm được cái xét nghiệm HLA-B5801 và hiện tại thì ở bên trường vẫn đang triển khai cái xét nghiệm này do đó bệnh nhân này đi khám ở đầu dược được đã được làm cái xét nghiệm này và cái xét nghiệm HLA-B5801 dưỡng của alubodinon thì âm tính do đó bệnh nhân được khử sử dụng alubodinon khởi đầu bằng liều thấp uh, 0.5 mg một viên uống sáng thì hồi nãy uh, câu hỏi mấy anh chị sẽ hỏi là uh, hồi nãy bác, bác sĩ nói là ờ uh, tôi trình bày là aluberon khởi động liều 100 mg mà sau đây xài trăm rưỡi thì uh, tại vì lúc thời điểm đó cái aluberon nó chỉ có viên 300 thôi thì không thể nào mình một mình bẻ một phần ba viên thuốc ra hết được thì do đó thường mình sẽ sử dụng liều thấp như thế này 0.5. còn những bệnh nhân suy thận thì chúng ta sẽ cho sử dụng bẻ viên thuốc một phần một gốc tư nhưng hiện tại mà may mắn là hiện tại nó đã có cái hàm lượng alubinol 100 mg hiện tại xuất hiện trên thị trường rồi ạ. thì cái ca bệnh nhân này được xét nghiệm lại nồng độ acid máu mỗi 2 đến 4 tuần để chỉnh liều à, về dự phòng thuốc ph giờ dự phòng cơn gút thì bệnh nhân này được sử dụng uh, colchicine và etoricoxib uh, cái ca này bệnh nhân gút trên 10 năm rồi và thu phi cũng rất là nhiều do đó tôi sẽ sự chọn sử dụng cả hai loại, loại thuốc để dự phòng cơn cho người bệnh À, đương nhiên đồng thời bên cạnh đó chúng ta phải kiểm soát huyết áp nè kiểm soát đường huyết và theo dõi cái vấn đề về lipid máu của người bệnh thì tóm lại viêm khớp gối là gì đây là một bệnh lý phổ biến với tỷ lệ mắc bệnh ngày càng tăng và việc điều chỉnh chế độ ăn uống lối sống được khuyến khuyến cáo để kiểm soát bệnh gút điều trị sớm và đúng để tránh những cái biến chứng và hạn chế tàn phế giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh và bên cạnh đó chúng ta phải đánh giá những cái tình trạng bệnh lý đi kèm của người bệnh à, giống như là kiểm tra cho chức năng thận gan nè để hướng dẫn những cái lựa chọn điều trị an toàn cho cơn bút cấp à, cho việc điều trị hạ suy máu à, với mục tiêu axit máu phải đạt được dưới 6 mg phần trăm à. à, tôi xin kết thúc bài báo cáo của chúng ta ở đây ạ à.